một ta mới có 18 tuổi mà. Đó, quán ta đậu kê. Dạ, nè, quán 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 lý kìa. Giờ giờ nắng quán lý. Vẫn có đồ xe. Bà mới 15 tuổi. Quay mặt rồi ba ơi. Ở đây là quán karaoke nha bà con cô bác. Nghe nè, con làm mấy bữa rồi. Con có làm vô, con làm chưa? Chuẩn bị làm hả? Chưa làm phải không? Rồi con có bữa kỳ không? Cái hợp đồng là cái sao? Nói cho chú nghe đi, con ký sao? Sao? Con mới 15 tuổi sao ký gì? Ký tờ được ký. Thôi 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 giờ đưa nó về đi. Bây giờ nó 15 tuổi rồi, khỏi ấy vô rồi. Nói nè bây giờ nè. Cái sự việc cái này nè bây giờ nó 15 quán cà rô ok này. Giờ nó đâu có đồ nào, cổ đồ kia bỏ đổng rồi. Bỏ giùm cái cổ đồ. Thấy bỏ đi, nó bấm độn á. Rồi rồi rồi. Không đồ đạc, không giấy tờ gì đó. Đâu đạc cái giấy tờ, điện thoại cũng không có luôn. Okay. Bỏ giờ nè. Bây giờ anh Hải nói nè, bây giờ sao? Ổn là cho bé về hay là kêu Nguyên Lợi? Vậy thôi. Nó dễ, chứ nói chuyện này em trả lời đi. Chủ ở đâu lắm? Chủ ở đâu? Ừ. Nghĩ giấy tờ con không có, điện thoại cũng không, thì giấy chứng minh không có là đó là làm cho giả đó. Rồi sao biết? Đây là quán karaoke hot xe. Hứa tôi cho đi chơi thì về trở về trả, không trở về trả luôn. Quán karaoke massage ha bà con cô bác đây đó karaoke đó. Cô đi là từ bữa này lên đây lâu chưa? 3 giờ lên đây bây giờ phải lên bây giờ ba sáu giờ rưỡi bây giờ đó. Không có bé nào ở đây chưa đâu đâu qua được. Không có vô nhà, không có vô nhà. Không được. Nhà được. Gì? 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 Gì
Tại sao người đều quen em sao mà lấy tiền em? Bây giờ em đang đâu? Thôi bây giờ em soạn anh tin nhắn nè, em bị dù gì gửi Zalo anh số điện thoại này thì gửi Zalo anh. Rồi 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 gửi không có điểm số điện thoại của em luôn nha. Rồi rồi. Bây giờ con làm gì con gì mà giờ điện báo công an rồi kêu người lên đây kêu sĩ rồi lên đây làm gì? Đâu có ai làm gì con gì đâu. Giờ thiếu nợ lên đây trả tiền rồi về chứ đâu cần nó lại đây làm gì? Vấn đề đó thì em không biết. À bây giờ luật mượn tiền lấy giấy có ghi tên. Mà điện báo công an cái gì? Ăn quay nè bây giờ nè anh đúng rồi nè. 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 Ủa anh em ơi, anh nói nghe. Em mượn tiền sao? Em mượn tiền sao? Làm lộn đi quay. Em mượn sao em mượn tiền? Em mượn tiền làm gì? Có mượn tiền không? Có mượn lăn tay đàng hoàng. Có mượn tiền làm gì? Nói có gì nói. Nói lại đi. Có cái gì con nói lại rồi giờ khỏi chuyện. Là sao? Nói lớp có người có chủ đây nè, có nói. Nói đi. Nói đi. Bạn nó dụ nó đi thì nó chuyện với bạn nó chứ con đâu có biết. Mượn tiền sao? Nó không có áp ở đây là chú nghe hai phía không có một phía mở cây làm gì nói lớn cho một tao nghe nói lớn lên nào hoàng mở cây làm gì một phút mở cây làm gì một phút một phút thôi nhá cắm đây hơn một phút rồi tắt đi bấm lại hơn một phút nè bây giờ chú hỏi con nào bây giờ con lên đây con có mượn tiền của người ta không con sao là mày nói lớn cho bây giờ cho em để anh hỏi. Đó, anh hỏi đi. Bây giờ chú hỏi con là có không? Mà có tiền có lấy được tiền có lấy được tiền không? Tiền có cầm vào tay không? Bây giờ con gọi mẹ con không phải báo công an. Con nói này nè, nó lớn lên mày thì nói lớn lên coi. Không đợi đánh người ta cứu mình về. Nè, bây giờ chú hỏi nè. Con có mượn tiền không? Mượn tiền cái phòng con có cầm tiền vào tay không? Có cầm tiền vào tay không? Con mượn tiền đó là mục đích làm cái gì? Không có cầm cái tiền tay tiền à? Không cầm cái tiền tay không? Đó. Rồi không cầm tiền vào tay thì ai là người kêu con ký cái giấy đó? Ai là người kêu con lên tay? Con tự ký. Ai là kêu con ký là ai đưa cái giấy đó ra cho con ký? Ai? Ông chủ. Rồi có đưa tiền vào tay cho con không? Có không? Nói rõ ràng có hay không? Không đúng không? À đây đó là cái chú đó, là cái công an tới là có gì con phải nói rõ cho công an người ta thấy nghe nghe không? Nghe không? Có gì con phải lên con trình bày cho công an người ta nghe đúng không? Đó. Có lấy tiền hay không lấy tiền? Nghe. Một phút em tắt một lần nhé. Bây giờ nếu anh mất tiền thì anh chịu không? Anh thử chỗ làm ăn của em thôi. Chỗ làm ăn anh làm gì còn làm ăn gì nữa mà chỗ? Anh làm gì còn chỗ làm ăn nữa? Ai muốn đặt nó? Ở muốn đặt nó không? Nếu nha em mà muốn đặt nó là nó khỏi gì cũng phải mẹ nó đi chứ đừng cái gì. Ý của anh là nó chưa lấy được tiền không? Nó không lấy được tiền mà nó lăn tay ký tên. Đây là tiền kiện về đâu? Mà là nó không lấy tiền mà. Nó không có giấy tờ anh mà em ký vào động rồi em ký nữa thì nó không có. Nếu mà nó không tờ đâu, nó ký là nó ký 2 năm 2 3. Vậy nếu em nói gì nè, em nhận nhân viên không đúng không? Đúng rồi. Em lấy chứng minh và tờ thuốc của nó chưa? Nó lấy chứng minh là nó bổ sung sao. Còn em nhận quán rồi vô làm chứ không có làm được mới sợ. Em chỉ ghi theo giấy chích của nó 2 3 thôi. Thì nếu như nó không có chứng minh sao nó đi chích người được? Giấy chích em đâu? Con đâu? Giấy chích người đâu? Giấy chích 2 3 hả? Giấy chích 2 3 chứ không có gì đâu. Là giấy chứng minh,
đi chết con nghề mấy cùng ba khổ đi làm mà có ghi âm đó bạn nghe đi. Mà đúng hay không? Còn cái tôi báo công an, tôi nói là tôi báo công an, tôi có béo không? Bạn nói thẳng tí rồi. Nhưng bây giờ là nói muốn đi làm, tôi dắt nó đi làm. Hai rồi đó anh.